coi thử thử ai để nghe nè. Nhấy rồi, nó đâu rồi? Để thầy coi này. Thầy cái đầu hả? Sáng ngày chưa? Trên gấp thì 18 luôn, gấp thì 18 thôi với cọ, nhớ không? Gấp thì 18 nhớ lại nghe không? Thank you.
Cái rộng ra nãy giờ rồi cái góc độ nó ở thằng Hào đâu kia xuống luôn. Cái thằng Hào xuống luôn. Hào đâu? Hào đi ẻ hay sao? Dạ. Điên thế. Xuống đây con. Sân. Xuống đây. Thank you.
Cái này làm gì hả? Hàng năm nào cũng có đóng một kia đó cầm lo cầm một tiếng ra về rồi nhớ em chỉ thị mọi người về thầy này xin nhớ ủa bạn mới qua hả hôm qua lâu lắm đâu không dạ đưa luôn thầy thầy quay kỷ niệm thôi để sau này cái gì đâu nó muốn gì ta gỡ riêng cái thằng đó thôi không hãy nhớ coi nhớ cái này bởi thầy hỏi kia cũng vậy thầy gỡ cái déo mấy hình ảnh của nó qua hỏi trước khi nói thầy gì nhớ mấy cảnh này không nè kỷ niệm đẹp nói không nhậu chai đúng không toàn dứt bọn không học trò thầy toàn dứt bọn không thầy vô đi là không? Ở mùa này nhậu vậy là có nhậu lỗ chơi. Còn không phải cái nhậu bằng cái gia vị của mì tôm mới chấm ngón tay vào mút để đẹp ngon. Như tôi còn nhân giả luôn. Ghế nó tắm rồi chút xíu nó lên chưa? Mình sẵn đây mình thông báo luôn cho các bạn giá tiền học phí luôn nha tại Đạp Phú Nhuận luôn là chi nhánh 2 của Đạp Phú Nhuận nha các bạn. Ở đây có nhiều mức giá học bên phun xăm thẩm mỹ, bên body. Ở đây hiện tại là đây là vợ của Đạp Phú Nhuận và đây là chủ của chi nhánh 2 bên thẩm mỹ body nha các bạn. Bên đây có thể nâng mũi, sửa mũi rồi này nọ hết luôn nha. Mình sẽ chính thức báo giá học phí và giá học phí này không bao giờ thay đổi nha các bạn. Cũng giống như giá học phí bên body là 15 triệu mà cách đây mười mấy năm tới bây giờ vẫn giá như vậy. Thì cái giá học thẩm mỹ cũng sẽ như vậy luôn, không thay đổi nha các bạn. Bạn muốn biết như thế nào thì sẵn đây mình sẽ báo giá luôn giá tiền học phí tất cả về mọi lĩnh vực. Thì bên thẩm mỹ và bên body. Sẵn đây là mình sẽ chưa giới thiệu luôn. Tiền học bên thẩm mỹ á, hay gì bây giờ là phí vừa học bên điêu khắc là 10 triệu, học bên phun xăm thì 10 triệu là 20, nhưng mà các bạn học gom cùng lúc thì được giảm là 15 triệu, là mình học được 2 môn ha, về tất cả các thẩm mỹ. Còn về các tiểu phẫu thì ở đây là tất cả các dịch vụ về tiểu phẫu, nâng mũi, cắt mắt, treo khuôn mày, như cắt mí dưới, cắt môi, độn cằm. Ở đây mình đều làm những cái dịch vụ đó và giá rất là bình dân. Chị em nào muốn làm đến ủng hộ thì vui lòng đến thẳng tiệm để được mình tư vấn miễn phí ha. Các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0906339563 nha các bạn. Số điện thoại đó là số hotline để tư vấn cho mỗi lĩnh vực về dịch vụ. Bạn cứ việc gọi và địa chỉ là 32 Thích Vạn Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Lúc nào cũng có người tốt trực. Mà bạn nào có nhu cầu thì tốt nhất là nên tới tiệm gặp trực tiếp. Cho dù mình không làm nữa nhưng mình tới tiệm mình có thể nghe tư vấn rõ hơn nha. Ở đây mình có mọi cái dịch vụ luôn nha bạn. Các bạn đóng tiền học phí, nếu mà các bạn chịu học, sau khi học hoàn thành khóa học tôi sẽ đứng ra mở tiệm cho các bạn. Mở cho bạn các bạn một cái tiệm để các bạn làm chủ bản thân nha. Và các bạn cứ học thẩm mỹ cũng được, học body cũng được. Bên body tattoo thì 15 triệu, còn bên thẩm mỹ là 10 triệu. 15 triệu. Nếu mà các bạn học từng phần nha các bạn. Còn nói gì nữa không? Thì các bạn nào đến thì đăng ký trong khóa 1 tây tháng đầu tháng này nè. Mình đăng ký trước khóa 1 trong vòng 1 tháng 1 này nè.
Ở đây là chúng tôi khai giảng khóa từ đầu tháng nha các bạn, cứ một tay là khai giảng một khóa. Điện gì con? Này của chị hả? Dạ. Quýnh từ mật gốc ra hay sao? Dạ cái này con quýnh mật gốc. Môi tôi ra. Môi đậm trước môi. Môi đậm trước môi giống như bé nè. Anh này anh nhan nắng quá cho nên nhỏ thâm đen quá. Cái này quýnh từ mật gốc ra hả con? Hả mật ba? Cái này mật gốc thì có số đây mật ba với mật hai. Rồi vậy được rồi, thử bài nha được rồi. Rồi anh nào. Anh này à, thất bại rồi, trước ngay lúc đầu cũng tạm ổn thôi, giờ môi chưa ra, mũi chưa ra, mắt bị lé nha. Quan trọng đây nữa đâu. Lấy kim luôn rồi con hả? Dạ. Nhớ lấy kim rồi. Nhỏ này của con xấu quá, tôi tưởng con là lấy máy bay không à. Chấp nhỏ. Chấp nhỏ rồi. Rồi bây giờ thầy chỉ lỗi nè. Chúng ta đều mắc chung một cái lỗi là mí mắt, thầy trồng mắt chưa ra, lỗ mũi cũng chưa ra, mới chuyển thì tông thôi bằng mực gốc, hiểu không? Lấy cái bút lông xanh cho thầy. Mình đã tập qua kim tròn chưa? Lấy thợ của chị này cái ha, đúng không? Xong xuôi rồi lấy kim tròn cái này nè, 18 nhút cái dây dừng lại là để cho nó mạnh lên. Những mạnh cái con mắt lên. Cái lòng được có ai vậy? Cái lòng hết mình sao này dài. Nó phải có mí mắt, họng mắt. Còn cần đen, còn trắng đàng hoàng. Dày ra là thấy chưa? Thì chúng ta sẽ khác khác đi. Dày ra là mí mắt. Thấy chưa? Ở trên đây họng mắt nè. Nhấn một chiều lai bắt đầu chuyển tông ra, cái này cũng vậy, cái này chỉ đâm thẳng quá nè, không có lại lướt mắt nè, thấy chưa? Đâm thẳng vậy này đang tiếp chiến, và lông mi nó chỉ hướng một chiều thôi, cái này chỉ nhỏ mà, nhỏ hả chị? Bắt lên nè, đó, cái lông, đó. Chưa có sáng tối mới chuyển về tông thôi. Sáng tối chị đi đâu? Chị trường á. Giờ này đường này chị đó là đóng tiền ở đây để chơi thôi. Thầy nói là thầy nãy có chuyện thầy gì sớm này họ là làm bài rồi để lấy bài xuống luôn. Bài để bài.
trong đây nè, sửa hai cái môi này là có phần đen nè. Chị đi đâu? Chị hơn đâu? À, giữa hai phần môi này nó không có phần đen nè. Để kỹ chưa cái này, cái quy trình của nó nè, giữa hai phần này là phải lúc nào có phần đen. Còn cái đen là người ta tả để mình thấy hay không? Bạn này cũng vậy. Bạn này chưa sử dụng được kim gì hết. Anh này chỉ hoài không biết kinh nghiệm. Anh chưa xong rồi. Dạ, cũng thất bại luôn. Thấy không? Rồi mình mới tôi trong góc ra. Dính này trước hả? Góc ngoài trước. Nha. Kim đầu tiên số 1 nè. Kim đầu tiên. Kim lai. Đặt vô giày. Nè. Cái này kim sâu á. Rồi đạp ơi. Rồi nhân. Lấy kim mới thôi. Đây, bên này. Thấy chưa? Làm bên này mới đấy.